Libra, dễ dàng gửi tiền qua Messenger, WhatsApp. Đúng như dự đoán từ nhiều ngày trước đây, Facebook đã công bố một đơn vị tiền điện tử hoàn toàn mới của riêng mình có tên Libra. Tuy nhiên, phải tới năm 2020 thì Libra mới chính thức đi vào giao dịch. Cùng với đó, Facebook sẽ giới thiệu một dịch vụ tài chính mới, được mô tả như một ví tiền ảo mới dành riêng cho Libra, cho phép người dùng cất giữ an toàn số tiền điện tử của họ, cũng như thực hiện các giao dịch khác nhau. Sau khi chính thức giao dịch, Ví kỹ thuật số sẽ được tích hợp sẵn trong Facebook Messenger, WhatsApp, nhưng cũng đồng thời là một ứng dụng độc lập. Quyết định ra mắt một dịch vụ như vậy của Facebook dựa trên nhu cầu tích lũy, gửi tiền, hoặc tiêu dùng ngay cả khi người dùng không có tài khoản ngân hàng. Calibra, công ty đứng sau dịch vụ tài chính tiền ảo cho biết đa số người dùng sẽ có thể gửi tiền ảo qua thông qua một tin nhắn trên smartphone, hay sử dụng chúng để thanh toán các hóa đơn mỗi ngày. Tuy nhiên, dịch vụ này của Facebook sẽ không được hỗ trợ tại một số khu vực trong đó có các nước đang phát triển về vấn đề bảo mật facebook khẳng định rằng calibra sẽ không chia sẻ thông tin tài khoản hoặc dữ liệu tài chính trên máy chủ của mình với bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của khách hàng calibra thậm chí sẽ sử dụng dữ liệu có trên facebook để tuân thủ luật pháp bảo mật tài khoản của khách hàng và ngăn chặn hoạt động tội phạm đại diện facebook cho biết facebook cũng thành lập một tổ chức dành cho các nhà sáng lập có tên là libra association với khởi điểm là 28 thành viên đến từ nhiều lĩnh vực như tài chính thanh toán, Mastercard, PayPal, Visa, thương mại điện tử eBay, Booking Holding, Viễn thông, Vodafone, Blockchain Coinbase. Facebook cho biết họ hy vọng sẽ đạt được 100 thành viên sáng lập trước khi đồng tiền ảo Libra chính thức được ra mắt. Đáng chú ý, họ sẽ chấp nhận bất kỳ công ty nào có ý định tham gia, kể cả Google hay Twitter, những công ty đang nhen nhóm ý tưởng xây dựng đồng tiền ảo của riêng mình. Nguyễn Nguyễn